Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ dại hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tìm ra 5 ngày vàng hốt bạc trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đạp trúng hũ vàng, đến thời giàu sang, tiền vàng đếm không xuể, vào nước đố đổ dách. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, có câu nói, thành công không có chỗ cho kẻ lười biếng. Người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 vốn không lười, chỉ là mau nản. Đời người giống như xây nhà vậy, móng nhà mà vững thì nhà mới được cao. Đầu đời chăm chỉ, vất vả thì nửa đời còn lại nhẹ nhàng, an nhiên. Mong các bác có thể cháy hết mình vì điều mình mong muốn một lần trong đời. Và mới đây nhất, sau khi xem tử vi từng tuổi, thì trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng, trong tháng 10 âm lịch năm 2024 giáp thìn này, nếu như bản mệnh tuổi Kỷ Hợi biết cách nắm bắt thời cơ và luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện, cứu vớt thiên hạ. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng với quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp quý bản mệnh chẩn đoán được vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm gia đạo và sức khỏe của bản thân, cũng như những thuận lợi và khó khăn của mình. Đặc biệt, chúng tôi xin cảnh báo về ba hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mà chưa từng có ai tiết lộ. Nếu như bản mệnh tránh được ba hiểm họa này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, từ nay hết khổ, đổi đời siêu giàu. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có, cuộc đời sang trang quý khán giả nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, chúng ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách và phẩm chất làm nên một Kỷ Hợi mạnh mẽ, kiên cường và tài giỏi trước gió dông. Tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 biểu trưng cho sự tự do, lạc quan và tận hưởng cuộc sống. Người tuổi Kỷ Hợi thường có tính cách tự do và phóng khoáng, giống như chú lợn trong rừng. Tận hưởng cuộc sống hoang dã mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Họ thích khám phá những điều mới mẻ, không ngại thử thách và luôn sống với tâm hồn thoải mái. Người tuổi Kỷ Hợi có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, họ luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị hàng ngày. Từ việc thưởng thức bữa ăn ngon cho đến việc dành thời gian bên gia đình và bạn bè, tinh thần lạc quan này giúp họ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Người tuổi Kỷ Hợi biết cách tận hưởng và trân trọng những gì mình có, họ không quá tham vọng hay đòi hỏi mà thay vào đó, họ biết cách sống hài lòng với hiện tại, sự biết ơn và hài lòng này giúp họ luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Người tuổi Kỷ Hợi với tính cách tự do, lạc quan và biết tận hưởng cuộc sống sẽ có một cuộc đời phong phú và đầy màu sắc. Họ luôn biết cách tìm kiếm niềm vui trong mọi hoàn cảnh và truyền cảm hứng tích cực cho những người xung quanh. Dù gặp phải những thách thức do tính thiếu kiên nhẫn hay dễ bị lôi kéo, nhưng với tinh thần lạc quan và khả năng tận hưởng cuộc sống, họ sẽ vượt qua và tiếp tục tiến bước. Với những phẩm chất đáng quý, người tuổi Kỷ Hợi sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy,
người đồng nghiệp vui vẻ và người thân yêu đầy tình cảm. Hãy trân trọng những giá trị mà họ mang lại và cùng họ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đây sẽ là quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tháng 10 âm lịch có thể mang lại những thử thách không nhỏ đối với người tuổi Kỷ Hợi, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc và giao tiếp. Bạn có thể cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng với cấp trên hoặc gặp phải những hiểu lầm không đáng có, khiến công việc không diễn ra theo ý muốn. Điều này có thể khiến bạn dễ mất kiên nhẫn và nổi nóng, đặc biệt khi tranh luận hay đối mặt với những tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng chính là bài học quý giá về sự kiềm chế và linh hoạt trong cách xử lý tình huống khi cảm thấy căng thẳng. Việc biết lùi lại một bước để quan sát mọi thứ kỹ hơn có thể giúp bạn tránh được những mâu thuẫn không cần thiết. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra phản ứng. Đôi khi sự mềm mỏng và nhường nhịn lại là chìa khóa mở ra những cơ hội mới trong công việc. Nếu trong thời gian này, công việc của bạn chưa có nhiều tiến triển như mong muốn, đừng vội nản lòng, hãy dành thời gian đánh giá lại quá trình làm việc để tìm ra những điểm cần cải thiện. Đôi khi vấn đề không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách bạn tiếp cận nó. Một ý tưởng có thể là đầu tư vào các khóa học chuyên môn kỹ năng mới để nâng cao năng lực của bản thân. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tạo cơ hội thăng tiến trong tương lai. Vận trình tình duyên của tuổi Kỷ Hợi thời điểm này cũng được đánh giá khá tích cực. Mộc Dục là ngôi sao chủ về đào hoa chiếu rọi, mang đến những niềm vui trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đang độc thân, đây có thể là thời điểm bạn gặp gỡ những người đáng yêu, quan tâm và săn đón bạn. Dẫu vậy, bạn không cần phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định. Tình cảm cần được phát triển một cách tự nhiên và việc dành thêm thời gian để hiểu rõ hơn về đối phương là điều cần thiết. Hãy tận hưởng khoảng thời gian này với một tâm hồn cởi mở, vui vẻ và đón nhận niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé trong hành trình tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Sự xuất hiện của Thái Tuế Hung Tinh là lời cảnh báo về những nguy cơ tai nạn bất ngờ, đặc biệt là trong những chuyến đi xa hoặc khi tham gia vào các hoạt động có tính rủi ro cao. Điều này không có nghĩa bạn phải lo lắng quá mức, nhưng hãy cẩn trọng hơn trong mọi hành động, đặc biệt khi xuất hành hoặc di chuyển nhiều. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện và tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch 2024 đối với người tuổi Kỷ Hợi là thời điểm có cả thách thức lẫn cơ hội. Trong công việc, cần kiềm chế cảm xúc và tiếp tục trau dồi kiến thức để đạt được thành công. Về tình cảm, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong hành trình yêu thương. Cuối cùng, đừng quên bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là trong những tình huống có tính rủi ro cao. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Tự hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng vội, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao như người khác, dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong thời điểm này dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong thời điểm này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng, nhưng bạn cũng cần biết giới hạn. Đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời gian ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên.
Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi, thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc, và hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi cần được xem xét và quản lý cẩn trọng hơn. Tình hình tài chính không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu bạn không chú ý đến việc chi tiêu, rất dễ rơi vào cảnh rỗng túi trong thời gian tới. Điều này nhắc nhở bạn phải luôn giữ cho mình một kế hoạch tài chính hợp lý, đặc biệt là khi các chi phí đột ngột tăng cao hay những khoản chi ngoài dự tính xuất hiện. Thời điểm này cũng là thời điểm thích hợp để bạn cùng người bạn đời hoặc người thân trong gia đình ngồi lại và thảo luận về chiến lược tài chính trong tương lai. Một kế hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ giúp cả hai phía tránh được những mâu thuẫn không đáng có liên quan đến tiền bạc. Thực tế, vấn đề tài chính có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều căng thẳng trong mối quan hệ nếu không được giải quyết một cách khôn ngoan và kịp thời. Nếu bạn cố tình lờ đi, tình trạng này có thể leo thang và gây ra những rạn nứt nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn có tham gia các khoản đầu tư, hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến động không mong muốn. Thị trường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có lúc lên lúc xuống là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều quan trọng là bạn phải đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để đợi chờ thời điểm thích hợp. Không cần phải quá lo lắng hay vội vàng rút vốn khi thấy thị trường trầm lắng, bởi vì thành công trong đầu tư đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn có đủ sự kiên trì, những khoản đầu tư của bạn sẽ sinh lời trong tương lai, mang lại tài lộc bền vững hơn. Trong giai đoạn này, hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vững vàng, không nên chi tiêu quá tay hay tham gia vào những dự án mạo hiểm. Một bước đi cẩn trọng và khôn ngoan sẽ giúp bạn giữ được sự ổn định trong tài chính, đồng thời tạo tiền để cho những cơ hội phát triển tài lộc trong tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu suy giảm, và đây chính là lúc bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân. Các vấn đề sức khỏe có thể xuất phát từ những thói quen hàng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống và sinh hoạt. Hãy dành chút thời gian để xem xét lại thực đơn của mình, bổ sung thêm rau xanh, trái cây tươi và giảm thiểu các thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Chất lượng giấc ngủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Bạn có biết rằng những thói quen trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không? Hãy hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử như lướt TikTok, xem mạng xã hội hay chơi game vào buổi tối. Thay vào đó, hãy thử thực hành một số hoạt động thư giãn như đọc sách, thiền hoặc nghe nhạc nhẹ nhàng để giúp tâm trí bình yên hơn, từ đó dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và phục hồi năng lượng. Ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống và giấc ngủ, việc rèn luyện thể thao cũng rất quan trọng. Trong thời điểm này, hãy tìm cho mình những hoạt động thể dục thể thao mà bạn yêu thích. Từ đi bộ, yoga đến đạp xe, tập thể dục không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, chăm sóc sức khỏe không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một hành trình yêu thương bản thân. Bạn xứng đáng có được một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn an yên. Hãy dành thời gian cho mình lắng nghe cơ thể và làm những điều tốt đẹp cho sức khỏe để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch. Vận trình tình duyên của người tuổi Kỷ Hợi có nhiều điều thú vị và biến động. Dựa theo nguyệt lệnh mộc dục có thể thấy rằng tâm lý của bạn đang không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Tính cách có phần dễ bị cuốn theo cái mới lạ, có thể dẫn đến những rắc rối trong tình cảm. Bạn có thể bị lung lay bởi những tin đồn hay lời nói không chính xác mà quên mất rằng sự thật chỉ có thể được kiểm chứng qua chính sự quan sát và trải nghiệm của bản thân. Ngoài ra, sự hiện diện của thất xích trong cung chính nam nhắc nhở bạn cần phải thật bình tĩnh trong việc xử lý các vấn đề bất ngờ có thể phát sinh trong mối quan hệ. Có thể có những xung đột nhỏ hay sự hiểu lầm xảy ra, nhưng nếu bạn đủ tỉnh táo để lắng nghe và giao tiếp một cách cởi mở, mọi chuyện sẽ dần được giải quyết. Hãy nhớ rằng trong tình yêu, sự thông cảm và kiên nhẫn luôn là chìa khóa giúp duy trì sự hòa hợp. Thế nhưng với những người độc thân, thì thời điểm này mở ra những cơ hội đầy hứa hẹn cho tình cảm. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn nâng cao mối quan hệ với những người bạn lâu năm. Nếu có ai đó được giới thiệu,
Đừng ngần ngại mở lòng đón nhận. Một buổi hẹn hò hay những cuộc trò chuyện thân mật sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị, giúp bạn hiểu thêm về đối phương. Biết đâu trong quá trình tìm hiểu, bạn lại phát hiện ra những điểm tương đồng và sự kết nối đặc biệt với người ấy. Hãy mở lòng và cho bản thân cơ hội để khám phá những tình cảm mới mẻ. Tình yêu không chỉ đến từ sự cuốn hút bề ngoài, mà còn từ những giá trị tinh thần và sự chia sẻ mà cả hai cùng hướng đến. Vì vậy, hãy đón nhận những điều tốt đẹp mà thời điểm này mang lại và để nó dẫn dắt bạn đến một hành trình đầy hứa hẹn trong tình yêu. Cẩm nang dượng dận trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Khẩu quyết: đừng ngại thừa nhận những khuyết điểm của bản thân. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu đen. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết từng tuần, những cơ hội và thay đổi đáng chú ý cùng với cẩm nang dượng dận trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch sẽ xuất hiện tuần lễ vàng. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi trong tuần mới sẽ có nhiều khởi sắc bất ngờ. Bản mệnh sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Những thuận lợi đến với tuổi Kỷ Hợi trong tuần này đều nhờ có tam hợp chống lưng. Thêm nguyệt lệnh lâm mộc dục mang tới những mối nhân duyên tốt lành, hứa hẹn bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp đến từ ngoại lực. Tuần này, vận quý nhân dượng nên tuổi Kỷ Hợi làm gì cũng có người hậu thuẫn ủng hộ, sát cánh cùng nên mọi việc tiến triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể, kiểm soát cái tôi cá nhân thì bạn sẽ được lợi nhiều hơn và còn tiến xa hơn nữa. Tuần này cũng thích hợp cho việc ký hợp đồng và thực hiện kế hoạch kinh doanh lớn. Với những người đang ấp ủ dự định khởi nghiệp hay muốn triển khai một dự án mới, thì bản mệnh sẽ có cơ hội gặp những người cùng chí hướng và có thể triển khai theo kế hoạch ngay lập tức. Nếu quá trình suôn sẻ, bạn sẽ nhanh chóng nhận được món lời kha khá từ dự định lần này. Trong quá trình làm việc, bản mệnh có sự hứng khởi, say mê, nên giải quyết công việc có đầu có cuối, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Đương nhiên, vận khí may mắn cũng chỉ đóng vai trò thứ yếu. Cái chính là bản mệnh phải không ngừng nỗ lực, kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì mới có thể duy trì được may mắn lâu dài. Cũng cần lưu ý rằng, tuy mộc dục giúp nhân duyên thêm vượng, nhưng mặt trái của nó là có thể khiến cảm xúc khó được kiểm soát. Đôi khi bản mệnh hành sự quá khích, thiếu tiết chế, có thể vô tình gây khó chịu cho người xung quanh. Đặc biệt, tuổi Kỷ Hợi cũng nên tránh hành động theo cảm tính, kiểu thất bại nửa chừng. Tình hình học tập cũng rất khả quan, đạt thành tích tốt, nhưng vẫn cần tập trung chú ý hơn nữa. Bản mệnh vốn có tư chất thông minh, lanh lợi, học một hiểu mười, nhưng lại bản tính ham chơi nên vẫn cần rèn luyện tính tự giác. Một khi người tuổi Kỷ Hợi xác định được phương hướng phấn đấu rõ ràng thì mọi thứ trở nên đơn giản. Khẩu quyết: sự nghiệp nhiều khởi sắc bất ngờ, giải quyết mọi việc một cách trôi chảy. Quý nhân là tuổi Thìn và Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng. Con số may mắn là 38, 96 và 13. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Bước sang tuần mới, người tuổi Kỷ Hợi được quý nhân bán hợp che chở, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Mọi trục trặc khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tuần lạc quan. Tuổi Kỷ Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận. Dịp này có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Vận đào hoa trong tuần khởi sắc, rất có lợi cho người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý xuất hiện. Trường hợp người cũ đã chia tay bỗng ngỏ ý muốn trùng phùng, nếu vẫn còn tình cảm bạn cũng có thể cân nhắc lại. Khẩu quyết: làm gì cũng có người hậu thuẫn, ủng hộ mọi việc tiến triển nhanh hơn. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và hồng đậm. Con số may mắn: 90, 88, 61 và 53. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959.
Tuần này các khí tăng mạnh cũng giúp tài vận trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Đầu tư kinh doanh đều thu về kết quả khả quan, nhờ đó, Kỷ Hợi có thể chi tiêu rủng rỉnh, xua tan áp lực tiền bạc. Nhờ quý nhân tam hợp soi đường chỉ lối, con đường kiếm tiền làm giàu của bản mệnh bớt đi nhiều trở lực, dù có vấp váp khó khăn cũng sẽ có người tới ứng cứu, không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều. Hơn thế, tuần này Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục mang tới những mối quan hệ hợp tác hài hòa, xã giao hữu hảo, bình thường, nhân duyên của con giáp này đã tốt, bản mệnh lại rất hay giúp đỡ người khác, lại có thêm may mắn đồng hành nên được người giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó, tuổi Kỷ Hợi đi đâu hay làm gì cũng gặp người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình. Tuần này, người tuổi Kỷ Hợi có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm, nhưng vẫn cần trong giới hạn cho phép của bản thân và tình hình tài chính hiện tại. Người làm kinh doanh thì có một tuần buôn may bán đắt, hàng hóa lưu thông đều đặn và trôi chảy. Vì thế, tuổi Kỷ Hợi hãy tự tin để mưu sự việc lớn, cầu lộc tài, quan trọng là có dám thử thách bản thân hay không mà thôi. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương tăng thưởng, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực, đây sẽ là nền tảng chắc chắn để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương với cấp trên. Khả năng được chấp thuận rất cao, khi đứng trước các quyết định lớn khiến bạn đắn đo, bản mệnh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc. Nếu muốn tham khảo ý kiến của người khác, Kỷ Hợi cũng cần có sự chọn lọc và đánh giá. Việc của mình do chính bản thân quyết định, có thể lắng nghe nhưng hãy chắt lọc mọi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Khẩu quyết, tài vận trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu đỏ mận. Con số may mắn là 55, 40, 93 và 21. Cuối cùng là tử vi tuần 4 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Trong tuần này, thiên đức hỗ trợ, vận trình của người tuổi Kỷ Hợi khởi sắc rõ rệt từ giữa tuần trở đi. Đầu tuần không có biến động nào lớn, con giáp này tìm được cơ hội để phát triển bản thân. Bạn trở nên nổi bật hơn so với đối thủ hay những đồng nghiệp có năng lực tương đương. Đây là tín hiệu tích cực cho kế hoạch thăng tiến mà bạn đã đặt ra cho chính mình. Với những biểu hiện xuất sắc, con giáp này nhận được sự ủng hộ hết mình từ người thân, đồng nghiệp hay cấp trên nên phát huy được hết khả năng của mình. Khoảng cách chạm tới mục tiêu đã đề ra của bản mệnh không còn quá xa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nhắc nhở bản thân phải luôn khiêm tốn để không gây thù, chuốc oán. Việc làm ăn buôn bán trong tuần này cũng khá thuận lợi, kinh doanh gặp thời nên hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít, doanh thu tăng đều đặn. Các hợp đồng được ký kết đúng theo đúng kế hoạch một cách suôn sẻ, Kỷ Hợi có thể ăn mừng khi mọi việc đang phát triển rất tốt. Nhìn chung, tuần này của tuổi Kỷ Hợi khá là may mắn, khi bạn còn đón vận trình tình duyên nở rộ, người độc thân được không ít người theo đuổi. Cho nên cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá cao, thậm chí đôi bên còn nguyện cùng nắm tay nhau đi tới cuối con đường hạnh phúc. Khẩu quyết, chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm đến. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu cam và màu xanh lục. Con số may mắn là 84, 92, 17 và 63. Tiếp theo chương trình sẽ là tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong thời điểm này âm lịch 2024, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tý. Mối quan hệ hợp tác giữa hai tuổi này có thể mang lại nhiều tiềm năng, dù đôi khi người tuổi Tý không hài lòng với cách làm việc của người tuổi Hợi. Nhưng nhờ vào sự may mắn và vận khí dồi dào của tuổi Hợi, người tuổi Tý sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sự tương tác giữa hai bên có thể tạo ra những cơ hội tài chính hứa hẹn, khiến cả hai cảm thấy có động lực hơn trong công việc. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Sửu. Sự kết hợp giữa hai tuổi này là rất lý tưởng. Người tuổi Sửu thường có thái độ làm việc nghiêm túc và đáng tin cậy. Điều này khiến người tuổi Hợi cảm thấy hài lòng. Hợp tác giữa hai bên có thể đạt được những thành công vượt bậc, tạo ra môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dần. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Dần nên được xem xét kỹ lưỡng, bởi người tuổi Dần thường cảm thấy áp lực khi làm việc cùng tuổi Hợi. Sự nhẫn nại của người tuổi Hợi có giới hạn, vì vậy, chỉ nên duy trì mối quan hệ này trong thời gian ngắn,
để tránh gây căng thẳng và mệt mỏi. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mão. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Mão sẽ rất thuận lợi. Người tuổi Mão khôn khéo trong công việc, trong khi tuổi Hợi lại thường xuyên tìm ra cơ hội kiếm tiền. Sự phối hợp này sẽ tạo nên sức mạnh giúp cả hai cùng nhau gặt hái thành công. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thìn. Sự hợp tác giữa Kỷ Hợi và tuổi Thìn có thể mang lại kết quả tốt đẹp nếu cả hai bên đều nỗ lực. Tuy nhiên, người tuổi Thìn có thể cảm thấy áp lực và cần vận dụng tối đa khả năng của mình để đạt được thành công. Đây là một cơ hội để cả hai cùng phát triển, nhưng cũng đòi hỏi sự cống hiến không nhỏ từ cả hai phía. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tỵ. Tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Tỵ. Mặc dù người tuổi Tỵ có thể có những chiến lược thông minh, nhưng đôi khi họ cũng có những mưu kế có thể làm tổn hại chính mình. Sự khôn ngoan và cẩn trọng của tuổi Hợi sẽ giúp bảo vệ mình trước những tình huống bất lợi. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Ngọ. Sự kết hợp giữa tuổi Kỷ Hợi và Ngọ không phải là một lựa chọn lý tưởng. Hai bên có cách suy nghĩ, phương thức làm việc và lý tưởng hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn và khó khăn trong việc hợp tác. Nếu không thể tìm ra điểm chung, tốt nhất bạn nên tránh xa mối quan hệ này để không rơi vào tình trạng căng thẳng. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Mùi. Hợp tác giữa tuổi Hợi và Mùi sẽ mang lại nhiều lợi ích và thành công cho cả hai bên. Người tuổi Mùi thường nhạy cảm và hiểu biết, trong khi tuổi Hợi lại có tư duy sáng tạo. Sự kết hợp này có thể tạo ra những ý tưởng độc đáo và mang lại kết quả khả quan. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển mối quan hệ và khai thác tối đa tiềm năng của nhau. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Thân. Đây không phải là một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người tuổi Thân thường khá ranh ma và có thể tìm cách chiếm giữ phần lớn lợi ích từ sự hợp tác này. Người tuổi Hợi nên thận trọng và tránh xa các giao dịch có thể gây thiệt hại cho bản thân. Nếu có thể, hãy giữ khoảng cách để bảo vệ lợi ích của mình. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Dậu. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Hợi và tuổi Dậu không mang lại nhiều kết quả tích cực. Hợp tác chỉ nên dừng lại ở mức quan hệ xã giao, không nên đi sâu vào các dự án lớn. Sự khác biệt trong cách tiếp cận công việc có thể khiến cả hai bên cảm thấy không thoải mái. Hãy giữ sự nhẹ nhàng trong mối quan hệ này và tránh những cam kết lâu dài. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Tuất. Có thể hợp tác, nhưng người tuổi Tuất cần thận trọng trong việc quản lý tài chính và sổ sách. Hãy cẩn thận trong từng bước đi vì nếu không có thể khiến người tuổi Hợi cảm thấy bất mãn. Sự cẩn trọng và minh bạch sẽ giúp tạo dựng niềm tin và sự thoải mái trong mối quan hệ này. Tuổi Kỷ Hợi với tuổi Hợi. Hợp tác giữa hai người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Cả hai đều là những người có tài năng và sáng tạo. Vì vậy, khi kết hợp sức mạnh của nhau, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách. Hãy cùng nhau tận dụng lợi thế này để phát triển và thực hiện những dự án đầy hứa hẹn. Quý khán giả yêu mến, một số điều cần tránh và cách hóa giải cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 10 âm lịch 2024. Tránh sư thiếu kiên nhẫn. Vấn đề người tuổi Kỷ Hợi có bản tính phóng khoáng và dễ thích nghi, nhưng đôi khi điều này dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn trong công việc và cuộc sống. Sự nóng vội có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm hoặc bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Cách hóa giải. Để khắc phục tình trạng này, hãy tập trung vào việc xây dựng tính kiên nhẫn bằng cách chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể và lập kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn. Thực hành thiền định hoặc yoga cũng có thể giúp bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung hơn vào những gì mình đang làm. Tránh sự dễ dàng bị lôi kéo vấn đề. Bản tính dễ dãi và lạc quan của người tuổi Kỷ Hợi có thể khiến bạn dễ bị lôi kéo vào những hoạt động không lành mạnh hoặc mối quan hệ không tích cực. Những lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cảm xúc của bạn. Cách hóa giải. Để hóa giải điều này, hãy giữ vững nguyên tắc và giá trị của bản thân, luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho các mối quan hệ và hoạt động mà bạn tham gia. Hãy chọn lọc kỹ cả những người bạn, kết bạn với những người có tư tưởng tích cực và tìm kiếm các hoạt động bổ ích, lành mạnh để tham gia. Tránh thiếu quyết đoán. Vấn đề khi đối mặt với các quyết định quan trọng, người tuổi Kỷ Hợi có thể cảm thấy do dự và thiếu tự tin. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ những cơ hội hoặc trì hoãn trong công việc. Cách hóa giải. Để cải thiện khả năng quyết định, hãy thực hành rèn luyện kỹ năng này thông qua các bài tập giải quyết vấn đề. Tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân, cân nhắc ưu và nhược điểm của từng lựa chọn trước khi quyết định. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và nhớ rằng,
Việc học hỏi từ những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành hơn trong tương lai khi đối diện với những thử thách. Trong tháng 10 âm lịch, việc nhận biết những điều cần tránh sẽ giúp tuổi Kỷ Hợi có cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân và môi trường xung quanh. Bằng cách áp dụng những phương pháp hóa giải này, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng của mình, từ đó xây dựng một cuộc sống hài hòa và viên mãn hơn. Hãy luôn nhớ rằng, sự kiên trì, lựa chọn khôn ngoan và khả năng quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, để cô bác có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6, ngày 12, ngày 15 và ngày 20 tháng 10 âm lịch, chi tiết cụ thể như sau. Ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp, ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Kỷ Hợi vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén giúp cô bác đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực đối với những người đang đầu tư kinh doanh. Việc thu về lợi nhuận là rất khả quan, cô bác có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định, tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Cô bác nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất vượng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp. Với những ai vẫn còn tham gia công việc, ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo. Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp,
cô bác có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe, ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp, ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc, tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo, ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe, sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định, vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp, đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc, ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo, ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe, trong ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch, những cô bác tuổi Kỷ Hợi còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Nếu cô bác đang quản lý các dự án, thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác. Thương thảo hợp đồng cũng cần hoãn lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi, cô bác cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn, bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính.
Nếu cô bác đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đang nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe, ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác cần được chú ý. Đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu, do đó những cô bác tuổi Kỷ Hợi còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng. Dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý, những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác tuổi Kỷ Hợi cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp, đối với những cô bác tuổi Kỷ Hợi vẫn đang làm việc thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót. Cô bác nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn, thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh, vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo, ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên,
những mối quan hệ giữa cô bác và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng, thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định, không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng. Dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình. Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Kỷ Hợi cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác trong tháng 10 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó, cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ, nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống.
Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.